gội đầu cho nhau. Bí mật, tại sao lại có phòng bí mật trong tiệm làm tóc? Nói bí mật vậy thôi chứ thực ra đó là một cái phòng mà dành cho một cái món quà quen dành cho tặng cho các anh chị em nghệ sĩ. Là khi tới mọi người sẽ có một cái phòng là không gian riêng của mọi người làm. Nó rất là yên tĩnh, phòng kính, phòng VIP. Phòng VIP đúng rồi, nó chỉ có khoảng dành tối đa là 2 ghế cho 2 người làm. Nó giống như là từ nãy giờ dù tiệm tóc thì là chưa em thấy có mấy cái tiệm nào nó có cái không gian riêng tư. Thì khi em làm thì em muốn nhận cái không gian đó cho anh chị em nghệ sĩ. Nhưng mà nếu như mà khách mà muốn book cái phòng VIP đó của mình thì được không? Dạ được, được, có nghĩa là khách book phòng VIP hả? Báo trước. Báo trước, có thể là báo trước mình, nếu mà đặt lịch thì cái ngày hôm đó cái phòng đó chỉ để phục vụ quý vị khách đó thôi. Đúng rồi, chị nghĩ là cái này ok, tại vì nhiều khách người ta cũng thích không gian riêng tư đó. Đúng rồi, nhiều người thì nhiều khi người ta bị ngại đám đông. Người ta bị ngại giao tiếp đó, cho nên nhiều khi có cái không gian đó người ta cũng khách nào ngại đám đông ngại giao tiếp thì ví dụ như tới mà kiểu như người ta thấy đông thấy chị ủa chị làm tóc như vậy rồi này họ người ta bị ngại nói chuyện đó, như là cũng được. Chị cũng muốn dùng tắm để không, chị muốn gọi đầu thôi, tại vì sáng nay chị chưa gọi đầu. Thật sự thiệt luôn hả? Không xấu thiệt luôn, tại vì chị tự make up nè. Ủa vậy hả? Make up xong rồi chị tự làm tóc luôn. Cái vì... cho bây giờ em có thể order cho em một bạn nhân viên vào gọi đầu giúp chị Sam liền giùm em luôn ạ. Dạ chị em chưa gọi đầu thiệt á, không làm tóc nhẹ giùm chụp, làm tóc nhẹ mà sao mà chị phải chụp ảnh trước mà sao before after hồi nãy chụp rồi. Mời đây cho em xin một a few moments later. Lúc vào thì mọi người cũng thấy là tình trạng tóc mình rất bớt. nó xẹp nhẹ, còn bây giờ thì rất là phồng. Nó mặc dù nha, sự là tôi làm mấy bạn làm rất là nhanh luôn, tại vì sao nói là sao có việc sân đi cho nên là mấy bạn tranh thủ thời gian thì mấy bạn gọi đầu rất là nhanh nè, cũng như là ủ tóc nữa. Sau đó thì tạo kiểu này là mấy bạn làm trong được có 5 phút thôi mà ra được một cái tóc rất là phồng như vậy rồi. Là bây giờ chị có việc về để mà chăm bé không ạ? Không, chị có một cái công việc. À, công việc. Dạ, chị cảm thấy dịch vụ ở đây như thế nào? Perfect 10 điểm. 10 điểm, đúng không? Cảm ơn chị. Rồi, nhất định là sẽ có những lần sau chị sẽ đúng rồi, cũng như là dẫn gia đình này nó có kiểu đến. Nhưng mà cho chị hỏi là gia đình nó có nằm trong cái thẻ VIP không? Đất ơi, trả lời dùm đi. Dạ, khi mà chị dẫn ra... Bà khóc quá. Dạ, chị, em sẽ miễn phí cho hai bé nhà mình. Hai bé chưa có tóc ấy. Thì gia đình đó, gia đình còn những cái chị ngoài bé ra thì chị còn ai nữa vậy? Ủa em nhớ chị có hai bé thôi. Chồng rồi con mẹ nè, con em họ rồi bà con rồi dòng họ. Gia đình hết trời luôn. Ai vậy hả? Là không, mà chị muốn chỉ cần chị dẫn qua thôi. Chị dẫn bao nhiêu người qua em đó đây chị hỏi đơn vị đứa trả lời. Trời ơi cảm ơn em. Rồi mai chị dẫn qua liền. Không mà thật sự là làm tóc rất là ok nha mọi người. Không rất là nhanh. Nhanh ha, ổn định đúng không? Là ở đây là vừa là kiểu nhuộm hay là gội làm xong là mọi người sẽ tạo được cái chị luôn. Em tóc của chị là màu nó cũng không được đều cho lắm á. Chắc là hôm nào em xin phép được làm mái tóc này của chị. Dạ. Trời ơi. Dữ dội liền. Nhưng mà em không. Muốn được phần hai bé có cần kiểu để trong đời để em. Chị ơi. Để em không biết là chị có hay đi du lịch ở các tỉnh thành phố ở Việt Nam không? Thì bọn em có ở Đà Nẵng, có Nha Trang, có Đà Lạt, có Cần Thơ, có rất là nhiều các thành phố, tỉnh thành phố miền Tây, tất cả các thành phố lớn, Bình Dương, Biên Hòa, các thứ là bọn em có hết. Chỉ cần ví dụ chị đi công tác, công việc gì đấy mà tóc của chị giống như vừa nãy nó bị bết á thì cần ghép vào thôi. Thì chị tóc qua liền, chị ghép qua liền, tóc qua liền với cái thẻ VIP hồi nãy. Đúng rồi. 43 shop kia là cái nào cũng được. Dạ. Chị cần qua. Chị đưa thẻ thôi, tại còn cái phòng mà như nãy mình vô mình đứng bên tay là ở đây thôi. Chị ở đây thôi. Dạ. Ok. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn chị ạ. Chúc cái chương trình hợp. Trời ơi, cảm ơn chị nhiều, cảm ơn chị. Tuyệt vời, thật sự. Mà không phải trả tiền sao? Tại vì hôm nay là khai trương thôi. Lấy lọc thôi. Khai trương thường người ta sẽ lấy lọc á. Đúng rồi. Cũng ngang đi. Cái gì chuyện này vàng thiệt không? Em lấy cái lọc này nhiều. Cái lọc này là nhiều hả? Thiệt không?
sao có mối gì là mối để quẹt một cái cho quẹt một cái này chị quẹt đi này chị quẹt em cái đi chị quẹt em cái đi chứ bữa nay không có thiệt cái máy dẹp hết trơn rồi bữa nay là chỉ có tiếp đón khách thôi thật sự quá nè thôi thì nói chứ mai mốt ví dụ như chị giới thiệu khách tới cho em đi chị giới thiệu khách người quen đồ tới thì là coi như là quẹt và coi như lọc rồi đó đúng không yeah. Ok chị, bye bye mọi người nha.